cho bà con xem cái dàn lúa của xã Văn Giáo ở đây đất Ba Vũ á. Đây là cái dàn dưới nè, thì cái cánh này hai tuần ít chắc ít, nhưng mà năng suất nó cũng có đạt. Thì thấy thì nó nhiều cái nguyên nhân xảy ra. Ở đây theo cái dàn lúa này là nó bị trái bị lá vi khuẩn nè, thứ nhất bị lá vi khuẩn, thứ hai là khô bông, nó bông sập sạc, với nó bị thưa chân, với nó bị lem lép hạt rất là nhiều. Đây là cái bị lá, với nó bị một cái hiện tượng đó là lá xanh nhưng mà vẫn không vô hạt, vẫn lép cổ, lá vẫn còn xanh đó. Chơi dập vụ nông xuân mà cái lá nó còn xanh một chút xíu thôi, nó cũng vô hạt được, nó cũng chuyển hóa năng lượng chất diệp lục, chuyển hóa thành cái trao đổi chất để mà nó vô tinh bột được. Còn bây giờ là nó không vô luôn, nó có đó, dinh dưỡng nó có trong lá đó nhưng mà nó không chuyển hóa được, nó đứng luôn, đứng bông đứng hạt luôn, chỉ là cái lá nó xanh chơi thôi. Thì cái miếng này thì năng suất thì nó sơn đón khoảng 9 bao, bao cho 360, chục bao 600 thì em tới khoảng 550. Tháng này cho công cắt câu gần 3 ngàn, khoảng 550 là dầm đàn lúa biết rồi. Tại vì vụ này thì ai cũng như ai thôi, có 2 tuần thì 8 bao, 9 bao, còn có 2 tuần mà lúa thưa chân thì cũng 9 bao. Mà cái lúa mà ví dụ như cái miếng bên đây thì có thể được 11 bao nè, là khoảng 650. Nó 1, 2 bao, 650 là 700, mà cái này dàn lúa bên đây thì không có 2 tuần. Dàn lúa này không có 2 tuần mà bông dữ lắm luôn. Thì có thể là nếu mà nó vô, cái chắc cậy nó vô được thì có thể là được 700, 670 đến 700 gì đó. 670, 700. Ở đây OM18 không á anh? Này vô là gần cũng thấy thưa chân, nó đâu có dày đâu. Ở xa thấy bông mà vô cũng thấy thưa chân. Này thì nó bị cháy, bị lá. Cháy bị lá, cháy lá. Này cháy lá vi khuẩn. Cháy lá vi khuẩn với bông nó thưa, với nó bị lem lép, với nó khô, bị đồ ôm của bông rồi mới né lùm như nè. Đây là bị đồ ôm của bông. Thường thường thì vụ này bà con mình thấy là bị đồ ôm của bông nhiều. Quản lý không biết đất bà con ở đây làm sao, chứ cũng chung với Thác Sơn chả nói ông thằng em làm cái bên hai công sát bên luôn, mà của Thác Sơn xịt một cử chỗ đều, Sơn xịt đâu ôm cái Sơn bỏ mà không bị, bị một hai cây à, còn của nó cũng xịt đó mà nó bỏ sao bị chân đám, cũng không hiểu ha. Nó là cũng do cách xịt thôi, liều lượng, thứ nhất là liều lượng thuốc. Đây là đâu ôm có bông rất là nhiều, thì đâu ôm có bông này thì nó bị cái giai đoạn khoảng 90 ngày, 85-90 ngày á, bị giai đoạn sau nè nên nó khô sau. Thì về đồ ôm của bông thì một số bà con hỏi 80-85 ngày có nên xịt không, thì nếu bà con xịt được thì tốt ha, chứ không có gì. Nhưng mà một số bà con thì tiết kiệm thì xịt ba khu an, ba cái thằng giống như là nó nhanh á, nó không có lưu dẫn thì cái đó nó rẻ tiền nhưng mà cũng được. Thường thường thấy bà con xịt khu an là cũng được rồi ha, khu an của thằng Lộc Trời á. Còn bà con là có điều kiện thì xịt mấy lưu dẫn như cửa cuối rồi có xịt thể thì xịt tin super. Ấy vậy mà tiên super không quên, tiên super không có chị đồ không cứ cuối con có thể xịt mấy thằng khác cũng được. Mà đáng xịt là nếu mà con đáng xịt là phải xịt cho nó đúng liều lượng ha, chứ một số bà con nó cứ cuối xịt xương xương nó giật lá thì cũng như không à, cũng vẫn bị mà bỏ thuốc. Đáng xịt xịt cho đậm, chẳng thà bà con xịt đậm mà một bình một bà con xịt một bình 25 lít bà con đi 1.3 mét vuông vẫn được ha, chứ đừng có tiết kiệm quá, tiết kiệm mình xịt giật giật ra đi cũng như không à, cũng như không xịt vậy đó. Thì dàn lúa này Thác Sơn đó cũng khoảng từ 10 bao à, không bà con sợ dàn lúa đi 10 bao mà còn hên xui nữa. Thứ nhất khô bông, lép cổ, cháy lá là lép cổ xiền, mà không cháy lá cũng không vô cổ nổi luôn, nó bị cái gì cũng không biết luôn. Vụ này toàn bộ bà con á, vụ sau bà con ta bỏ lại một số ở đây thì không biết sao, chứ trên Thác Sơn thì xả 504 là khoảng 90 ngày thu hoạch rồi, 90 ngày thu hoạch rồi. Còn 5451 thì cũng khoảng 97 ngày. Nói chung 5451 thì Thác Sơn thấy nó ngon hơn, ít có bệnh mà năng suất nó đạt đều hoài à. Thắt lắm cũng 700 mấy hay, chứ không có như mấy này thắt cái quốc cái 500 mấy 600 luôn. Còn 5451 thì cái năng suất nó ổn định ha. Nhưng mà giá này cũng nằm 550-560 gì đó, nó rẻ hơn này 200-300 đồng, 300-400 đồng tùy theo vụ. Thì đây Thác Sơn thấy cái năng suất nó cũng trung bình là này thẳng trung bình là cũng 550 à, không tới 600 luôn nữa, giảm dần lúa này thưa lắm. Còn bên đây thì chắc cũng 520-550 nè, miếng này nè bảo đảm luôn, xiền luôn. Thì để ra quay cận cảnh cho bà con xem, nó nặng nó được cái ký là nhờ mưa hôm gà hai đám nè, trong thời đất khô gan là lông dễn này, nó mưa nó có hộp nó còn ướt á.
đây để xem xích xuống đây cho bà con xem là chúng nó đứng. Đi một vòng lên xuống một lần lên xuống vậy là lên xong là gần 2 bao, bây giờ lên bao chưa đầy nữa, người nửa bao à. Thấy đây bà con thấy là nó cháy lá nè đó, đấy rượu đông sưng mà nó còn xanh vậy thôi nó cũng vô nữa, mà cái màu xanh này cái kiểu như cái màu xanh dư đạm vậy đó, cái xanh này là xanh kiểu như xanh ấy, xanh không vô gạo á, xanh đứng này nó khô hết trơn, bà con thấy không, nó tươi thì nó mới năng sức nó mới đạt chút, nó tươi mà gặp mưa thì nó rút lên nó ấy, còn này nó khô chả rồi, mưa thì nó chỉ ướt trong hộp thôi, nó nặng được cái hộp chút đỉnh thôi, còn mà cái trà nó xanh như nè thì mưa nó có thể rút lên nó thể nặng cho bà con nhiều, một bao có thể tăng 3 kg 4 kg luôn. Củ thất sơn còn tươi nên quất hai lá mưa có thể một bao thất sơn tăng được 2 kg 3 kg, tính ra 4 mấy bao cũng là bao cây dựng bao 2 kg, 1 bao 20 kg, 40 bao được 8 mấy kg gần 100 kg rồi, bao cũng được vài ký cũng đỡ khổ. Còn không mưa rồi bữa hở nó teo luôn, cái này đâu có bông rất là nhiều luôn nè, gãy cổ tùm lum hết trơn. Cái thời tiết nó không thuận lợi bà con mà quản lý bệnh không đúng, không có ngay cái thời điểm hoặc là phòng trừ bệnh nhẹ rồi đó, y rồi đó, chết khô ha. Nói chung lúa này làm cũng không có gì khó, tiết kiệm bà con làm tiết kiệm vẫn được, nhưng mà phải đúng cái thời điểm đúng cách bà con nhìn theo, thứ nhất nhìn theo cái thời tiết và cái tình hình lúa mà bà con mình làm ha. Thì nói chung chỗ này thất sơn làm lúa nhà thấy cũng ổn, tính ra công có lúa 2 tầng thì lúa thất sơn cái miếng 2 tầng thì khoảng có 550 à, 550 công cắt ngàn 3, còn cái miếng của thất sơn miếng kinh không có 2 tầng được 620 bà con, được 620 kg trên ngàn 3 mét vuông à, thì nói chung cũng tương đương bà con khác có đồng 2 vụ à. Thì con nào không có 2 tầng đó với lúa vàng lúa cao bự mà đi xin niêm thì cũng được 700, trung bình là 700 trở xuống à, không có trên đó. Trên là vàng lúa nó dữ lắm đó, nặng phân nặng thuốc lắm mới được trên cũng giỏi lắm 750 à. Ở đây thì con gần được lên có thấy bông bọng gì đâu, tôi queo tôi quỉnh con rau nó khô hết trơn luôn. Vụ này thấy bà con mình đất nhà thì còn có tiền mua gạo mà để nấu cháo ăn ha, còn đất mướn là thấy bà con mình là thấy sạch túi luôn, bảo đảm luôn, bỏ công bỏ sức ra mà còn có lời nữa. Thì nói chung thì bà con nào có ý định mà mướn đất mà 5-3 công làm chơi thì mướn ha, còn bà con nào có ý định mà mướn đất để làm giàu mà 5-30 công thì dừng liền, quay đầu liền ha. Thời tiết thay đổi rồi, không có nhiều trước đâu, đất nhà đất ai nấy làm đi, lỗ thì lỗ đều, bà con mình tham giàu là chết á, thời tiết thay đổi rồi đó. Thứ nhất là cái thời tiết có thay đổi là không đúng rồi, thứ hai là nước ngoài đâu đó nó gây sự chiến tranh đồ thì thấy nó cũng phức tạp, rồi nó chiến tranh nó gây sự với nhau rồi nó cấm vận này kia rồi nó chèn ép cái nông sản Việt Nam mình đó, thì thấy bà con mình chịu thiệt thòi rất nhiều. Lúa cũng vậy, bà con mình làm chi phí cắt như phân thuốc thì bà con mình mắc đó, mình không mua cái gì làm mà mình làm ra cái sản lượng lúa lương thực chính đó, thì lại không có giá. Ba cái phụ đường ngọt xăng dầu tùm lum, nhưng ba cái tào lao thì lên, còn ba cái lương thực chính thì nó không lên đó. Không làm cái gì ăn ngặt gì đó, làm thì lỗ. Nói chung là đường nào cũng lông dễn vậy đó, đường nào cũng về lo mã vậy đó. Bây giờ đất ai nó làm thấy nó an tâm hơn, đất nhà không có lỗ chút đỉnh thôi cũng có ăn. Tiếp giờ thay đổi thất thường không biết đường đâu, lúa bây giờ là bà con mình không có nói trước luôn, làm thì chỉ làm thôi chứ giá không có, lúa thắt mà giá không có phải chỉ lúa 500-600 kg mà giá 7.000 mấy mấy không nói mà ngặt. Cái bây giờ không phải chung luôn, nông dân mình thắt mà bây giờ công dân thành phố Bình Dương cũng từ cũng thấy công ty rồi cũng nghe nói thất nghiệp vì lương làm không lương không có bao nhiêu, mà chi phí phòng trọ ăn uống nó tăng thì thấy cũng thất nghiệp, nói chung là khổ đều, ở đâu cũng vậy, các ngành nghề luôn. Trong áo như ai nói không ai chạy đường nào được, bây giờ đợi bây giờ khó khăn làm, nói chung làm lúa là vui chơi thôi, đất nhà làm vui chơi thôi, chứ thật sự bây giờ hôm nó làm đất mà để làm giàu là thua, làm nhiều là thấy là có không có năng sức mà thấy lỗ là trước mắt. Phân thuốc thì hết trơn chia sẻ cho con thì thôi ha.